lên rồi, cũng thành công. Thì quả thật là quá khó để có thể theo kèm. Felix bị block. Sergio Perez, một bước khéo léo của Justin Brawley. Cú ném xa chính xác, đường chuyền tốt của Hardinger và một tình huống pump fake dành cho Ross. CJ Perez, tình huống móc rổ của CJ Perez có rebound và điểm số thuộc về cầu thủ. Tình huống CJ Perez đường chuyền ra góc không độ, cú ném ngay, cú ném ngọt tới từ cầu thủ mang áo. Tiếp tục là Darren Ray Dorsey. Đường chuyền này tốt hơn rất nhiều và đó là một đường. Cú ném từ góc 45 độ. Cú ném chính Dan Hardinger. Cú ném chính xác của Ben Amos. Liệu có buzzer beater của Darren Ray Dorsey hay không? Cú ném chính xác của Step back. Cú dự định của Lassiter. Tốt. Một tình huống up and under năm liền. Các điểm bóng rổ các trong khu vực đội. Một cú úp rổ ấn tượng. Giữa Việt Nam và Thái Lan trên tần sóng của OnFootball. Ross. Cú ném ba chính xác. Đột phá. Dứt điểm ở tay phải. Và dứt điểm tốt là Sitter. Dứt điểm tốt của là Sitter. Bridget dứt ra góc không độ. Oscar Lopez. Và phản công nhanh mẫu mực của các cầu thủ Philip. Oscar Lopez. CJ Lopez. CJ Perez. Được rồi, với mang của Philip. Philip. Phòng ngự tốt. À. CJ Perez có một tình huống ném từ xa, không ai kèm và Hardinger. Tiếp tục là Hardinger. Dứt điểm tốt bằng tay phải. Cuộc đọ sức mà các cầu thủ Campuchia đã nhỉnh hơn. Chưa bao giờ Leti gặp khó đến như vậy.